Ai dạ, chào anh em nha. Giờ làm video clip cho anh em xem. Đây có ba thằng từ Hồng Kông qua. Thấy chưa, anh cầm cái ly xanh uống rồi đó, thấy chưa? Rồi anh không mặc áo lại uống tiếp, anh uống ly trắng đó, thấy chưa? Rồi sao không thấy nữa. Giờ đến được anh bấm điện thoại, áo trắng nhìn body rất là đẹp trai, thấy chưa? Rồi thấy anh sư phụ của mình nhà, thấy chưa? Rồi anh đã chào mình một cái rồi. Giờ quay toàn cảnh cho anh em xem nha. Đó, thấy chưa? Anh uống rất là đẹp trai. Anh làm một lần duy nhất cho anh em xem nha. Đấy chưa, anh để ly một xuống rồi. Rồi. Quay anh em nhà rồi, anh môi rồi, anh thấy chưa, anh em thấy chưa, rồi dân Hồng Kông hết mà, lâu lâu mới đi nhậu một lần, chơi bài nhiều quá đó, thấy chưa? Giờ anh đốt thuốc cho anh em xem, thấy chưa? Thành bài này thấy chưa? Giờ anh hai một cái cho anh xem, thấy chưa? Anh cạo râu chưa? Chưa phải không, đúng không? Rồi anh chỉ mặt, anh chưa cạo râu đúng anh ơi. Rồi anh quay anh đi đúng không? Giờ anh đang làm gì đó? Rồi anh đang nói chuyện, đúng rồi. Rồi anh áo đen lại tiếp tục quay clip cho mình xem. Rồi anh vứt rau phát, thấy rau anh đẹp trai không, thấy chưa? Mày thấy chưa? Rồi anh nói này xong, anh áo đen lại nói tiếp này. Rồi đứng dậy, thôi tao đi về đây, mày có tính có đi, thôi tao đi về đây, đừng có nói nữa, thấy cái đầu mày là tao không có nổi nữa mà, thấy không? Thôi tao đi về, vỗ vai một cái đi về luôn. Thôi có tư biệt anh em nha. Rồi thấy chưa, anh em mình nhậu bình yên, thấy chưa? Xong anh lại hát một ca khúc, rồi anh lại thật tim phát, uống rượu uống cái luôn, thấy